Chính phủ vừa đề xuất thực hiện 4 trên 6 nội dung cải cách tiền lương khu vực công, điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,8 triệu đồng lên 2,34 triệu đồng một tháng, tăng 30%. Theo Tiến sĩ Bùi Sĩ Lợi, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội, đây là mức tăng lương cơ sở cao nhất từ trước đến nay, góp phần cải thiện đời sống người hưởng lương và các đối tượng hưởng chế độ phụ cấp, trợ cấp và các chính sách hỗ trợ gắn với mức lương cơ sở. Đồng thời thể hiện quyết tâm lớn của chính phủ góp phần thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo đảm ổn định chính trị xã hội, thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế xã hội. Mà có thể nói rằng đây là một cái lần điều chỉnh tiền lương cơ sở cao nhất từ trước đến nay, tức là từ khi chúng ta bắt đầu áp dụng cái tiền lương cơ sở và cũng là với một cái mức là có thể đáp ứng được cái kỳ vọng nào đó, một phần nào đó của cán bộ công chức viên chức và những người hưởng lương từ ngân sách nhà nước chưa phải là cải cách tổng thể nhưng mà một cái bước đi tôi cho đây là một cái bước đi theo lộ trình để chúng ta tiến tới thực hiện cải cách tiền lương một cách toàn diện thì đó chính là một cái bước đầu để chúng ta tập trung giải quyết vấn đề đời sống cho cán bộ công chức viên chức và nó chính là cái quyết tâm chính trị và đó chính là cái cố gắng lớn của chính phủ để tập trung chăm lo cho an sinh xã hội và đảm bảo đời sống cho cán bộ công chức viên chức. Cũng theo ông Lợi, thời gian tới, nhà nước cần tiếp tục nghiên cứu xây dựng các bảng lương theo vị trí việc làm và chế độ phụ cấp mới, bảo đảm tính khả thi, công bằng, hợp lý, phù hợp với tình hình kinh tế xã hội và nguồn lực của đất nước, tiến tới thực hiện cải cách tiền lương khi đủ điều kiện. Chúng ta muốn cải cách tiền lương một cách triệt đề là chúng ta phải thay thế cái tiền lương cơ sở 1 triệu 800 ngàn này và sắp tới là 2 triệu 340 ngàn đồng này bằng một cái mức tiền lương khởi điểm của khu vực công và nó phải phản ánh được đúng giá trị của sức lao động của cái người lao động thuộc khu vực công này này nó đủ bù đắp chi phí tối thiểu cho người lao động đấy là một yếu tố rất là quan trọng thứ hai là chúng ta không nên để quá nhiều các khoản phụ cấp mà chúng ta phải dồn và tính toán chính xác các khoản phụ cấp có tác động đến cái yếu tố gọi là yếu tố đặc thù hoặc yếu tố khác biệt hoặc là thâm niên hoặc là nặng nhọc độc hại đối với người lao động và một vấn đề quan trọng có tính chất quyết định là chúng ta phải xác định được vị trí việc làm theo tính toán của Bộ Tài chính, tổng nhu cầu kinh phí điều chỉnh lương cơ sở tăng 30%, điều chỉnh lương hưu và trợ cấp lũy kế 3 năm 2024-2026 tăng thêm là hơn 900.000 tỷ đồng. Đặc biệt sẽ bố trí 10% lương cơ bản để thủ trưởng cơ quan đơn vị thưởng đột xuất và thưởng thành tích hàng năm cho cán bộ công chức viên chức. Với số tiền này, chính phủ bảo đảm đủ nguồn để thực hiện.